Hello mọi người, Khắc Công xin chào mọi người. Tiếp tục với những câu chuyện cười của tác giả Yama nhé. Chuyện là hài hước. Bà Tư kế nhà mất rồi mọi người ạ. Ngày bà mất mưa tầm tã. Không hiểu sao tôi với chị họ ngồi khóc nức nở không kiềm được. Đến nay cũng một tuần trôi qua, nỗi đau vừa lắng xuống, thì đêm trước chị tôi đi tắm đêm, thấy bà đứng ở hàng rào nhìn qua, nhìn một cách trừng trừng, chị tôi sợ xanh mặt, tự nhiên bà nhếch miệng cười, nói: mày khóc lớn họng hơn cả con cháu ruột của tao. Giờ thấy tao, sao mày không mừng? Vâng, bà Tư là một trong những nhân vật được nhắc đến rất nhiều trong những câu chuyện của Emma, có thể gọi là một huyền thoại trong những câu chuyện của Emma. Bà ấy sống không ổn mà chết không sao, không ổn nữa bạn nhé. Bây giờ không cần đến đây là hết. Bye bye.